Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Mobimed được sản xuất tại Pimefaco Việt Nam. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về MobiMed cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc MobiMed Hoạt chất: Meloxicam 15 mg. Tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose, tinh bột ngô, Magnesium oh, Natri O, Natricechrycolat, Colloidan, Silicongeosit. Công dụng và chỉ định của thuốc Mobimet điều trị triệu chứng dài hạn các cơn đau mãn tính trong, viêm đau xương khớp hư khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp. Liều dùng và cách dùng của thuốc Mobimed. Cách dùng: dùng bằng đường uống. Liều dùng. Viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, 15 mg một ngày. Tùy đáp ứng điều trị, có thể giảm liều còn 7,5 mg một ngày. Viêm đau xương khớp 7,5 mg một ngày. Nếu cần có thể tăng liều đến 15 mg một ngày. Bệnh nhân có nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn cao, khởi đầu điều trị với liều 7,5 mg một ngày. Bệnh nhân suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo, liều dùng không quá 7,5 mg một ngày. Trẻ em dưới 18 tuổi, độ an toàn và hiệu quả chưa được xác định. Chống chỉ định của thuốc Mobimet. Bệnh nhân quá mẫn với các thành phần của thuốc nhạy cảm chéo với aspirin và các NSAID khác. Không dùng cho bệnh nhân có dấu hiệu hen suyễn, polyp mũi, phù mạch hay nổi mề đay do aspirin và các NSAID. Loét dạ dày, tá tràng tiến triển. Suy gan nặng. Suy thận nặng mà không chạy thận nhân tạo. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. Lưu ý khi sử dụng thuốc Mobimet. Meloxicam phải được dùng hết sức thận trọng ở những bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, tá tràng, bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu vì có thể gây loét dạ dày, tá tràng, gây xuất huyết. Để giảm thiểu tác dụng không mong muốn của Meloxicam, nên dùng liều thấp có tác dụng trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong quá trình dùng thuốc có biểu hiện bất thường trên da, niêm mạc hoặc có dấu hiệu loét hay xuất huyết đường tiêu hóa phải ngừng thuốc ngay. Meloxicam ức chế tổng hợp prostaglandin ở thận dẫn đến giảm sự tưới máu thận. Những bệnh nhân có giảm dòng máu đến thận hoặc giảm thể tích máu như suy tim, hội chứng thận hư, sơ gan, bệnh thận nặng, đang dùng thuốc lợi niệu hoặc đang tiến hành các phẫu thuật lớn cần phải kiểm tra thể tích nước tiểu và chức năng thận trước khi dùng meloxicam. Meloxicam có thể gây tăng nhẹ thoáng qua trần sam in as hoặc các thông số đánh giá chức năng gan khác nhau. Khi các thông số này tăng cao vượt giới hạn bình thường có ý nghĩa hoặc tăng kéo dài thì phải ngừng dùng meloxicam ở những bệnh nhân bị sơ gan nhưng ở giai đoạn ổn định khi dùng thuốc không cần phải giảm liều người cao tuổi có chức năng gan thận và tim kém không nên dùng meloxicam nguy cơ huyết khối tim mạch các NSAID không phải aspirin dùng đường toàn thân có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch bao gồm cả nhồi máu cơ tim và rột quỵ có thể dẫn đến tử vong nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc nguy cơ huyết khối tim mạch được ghi nhận chủ yếu ở liều cao bác sĩ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến cố tim mạch ngay cả khi bệnh nhân không có các triệu chứng tim mạch trước đó bệnh nhân cần được cảnh báo về các triệu chứng của biến cố tim mạch nghiêm trọng và cần thăm khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng này để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi cần sử dụng cảm ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể tác dụng phụ của thuốc mobimet thường gặp rối loạn tiêu hóa buồn nôn nôn đau bụng táo bón trướng bụng tiêu chảy thiếu máu ngứa phát ban trên da đau đầu ủ ít gặp tăng nhẹ trần samin as bilirubin ợ hơi viêm thực quản loét dạ dày tá tràng xuất huyết đường tiêu hóa tiềm tàng giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, viêm miệng, mày đay, tăng huyết áp, đánh chống ngực, đỏ bừng mặt, tăng nồng độ creatinine và ure máu, chóng mặt, ù tai và buồn ngủ. Hiếm gặp viêm đại tràng, loét thủng dạ dày, tá tràng, viêm gan, viêm dạ dày, tăng nhạy cảm của da với ánh sáng, ban hồng đa dạng, hội chứng Stevens Johnson, hội chứng Liel, cơn hen phế quản, phù mạch thần kinh, chóng phản vệ. Ngoài ra, có thể gặp nguy cơ huyết khối tim mạch. Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc Thuốc có tác dụng hiệp đồng tăng mức trên ức chế cyclooxygen A với các NSAID khác ở liều cao, làm tăng nguy cơ loét dạ dày, tá tràng và xuất huyết, do đó không dùng meloxy cảm cùng với các NSAID khác. Thuốc chống đông máu dạng uống, ticopizin, heparin, thuốc làm tan huyết khối, Meloxicam cảm làm tăng nguy cơ chảy máu, do vậy tránh phối hợp. Trong quá trình điều trị cần theo dõi chặt chẽ tác dụng chống đông máu. Ly thị Meloxy cảm làm tăng nồng độ ly thị trong máu, do vậy cần phải theo dõi nồng độ ly thị trong máu trong quá trình dùng kết hợp hai thuốc với nhau. Method Resat cảm làm tăng độc tính của Method Resat trên hệ thống huyết học, do đó cần đếm tế bào máu định kỳ. Vòng tránh thai Thuốc làm giảm hiệu quả tránh thai của vòng tránh thai trong tử cung. Thuốc lợi niệu, meloxicam có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp ở những bệnh nhân bị mất nước. Trường hợp phải dùng phối hợp, cần phải bổ sung đủ nước cho bệnh nhân và phải theo dõi chức năng thận cẩn thận. Thuốc điều trị tăng huyết áp như thuốc ức chế alpha, các thuốc giãn mạch, meloxicam ức chế tổng hợp prostaglandin nên làm giảm tác dụng giãn mạch, hạ huyết áp của các thuốc phối hợp. Cholesterolin Lestiram in gắn với meloxicam cảm ở đường tiêu hóa làm giảm hấp thu, tăng thải trừ meloxicam. cảm. Cyclosporin, meloxicam cảm làm tăng độc tính trên thận. Do vậy, khi phối hợp cần theo dõi chức năng thận cẩn thận. Warfarin, meloxicam cảm có thể làm tăng quá trình chảy máu. Do vậy cần phải theo dõi thời gian chảy máu khi phối hợp. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Mobimed đồng thời biết cách sử dụng MobiMed sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.